ơi anh chị em ơi, nhanh tay nhanh chân bay vào shop bemon.vn để quay những vòng quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực cao cùng nhiều trò chơi hấp dẫn. Nhanh tay truy cập vào shop bemon.vn thôi nào. Ui ui anh ơi, em không ngờ cái mặt thằng Huy nó vậy luôn ấy. Ờ nhìn cũng được mà, cũng đẹp trai chẳng qua là không, hồi nhỏ nó xấu lắm. Ok ạ. Kiểu là trước mặt nó thì anh bảo nó xấu thôi, nhưng mà anh thấy nó cũng đẹp trai phết. Đẹp trai không, nhưng mà hồi nhỏ nè anh chưa thấy đâu, hồi nhỏ nó xấu lắm, con mắt nó kiểu hí hí ấy, cho nên là nó xấu lắm. Với lại cái lúc mà nó đi qua Mỹ ấy, lúc nó đi qua Mỹ xong mà em cũng không biết nó một thời gian, rồi lúc nó về em cũng thấy nó cũng đẹp đẹp, nhưng mà em thấy nó bịt khẩu trang biết à, em không biết mặt. Bây giờ em biết mặt kia thật đẹp thế. Cũng được, nói đúng chung... là vậy thì thành công anh nhỉ. Nhưng mà đẹp trai hơn anh đúng không? Không, anh là đẹp trai nhất, không ai đẹp trai bằng. Tôi, mày đừng có bốc phét. Đối với em là như thế. Không, nó xấu hơn anh, em chắc chắn luôn. Đéo tin. Ơ, à, có thằng. Ơ kìa, sao nó chết rồi? Anh thấy nhờ. Cớp kìa. À, nó còn khoe cái dàn máy tính. Hả? Nó khoe dàn máy tính. À, dàn máy tính của nó 200 triệu chứ gì, nhà nó giàu mà. Nhưng mà dàn đấy không thể là 200 triệu được. Có khi là hay là nó cái làm cái gì ở trong rồi, nó bốc phen thôi, nó làm cái gì ở trong không, nhà nó giàu mà. Nhưng mà dàn đấy chắc 60 triệu, nhà nó có biệt phủ luôn ấy. Thật không thể tin được. Em biết rồi, cô ơi, nhà nó giàu lắm, ba nó làm chủ cây xăng hay gì á. Mà sao nó giàu như vậy, nó không đi thích người khác, nó vẫn đi thích em, tranh giành em với anh nhỉ? Ngu dốt. Em biết đâu, nó ngáo mà, nó ngừa. Ê, có thằng kìa, nó gạ tim úp anh ơi. Nó gạ tim úp. Thôi. Để anh bắn chết nó. Đây đây, em cắm cờ là nó biết em ngay. Đấy, nó nhảy kìa. Trời ơi. Đâu anh lại gần á. Ủa kìa, nó sợ anh hay sao ấy? Nó sợ anh hay sao ấy? Nó xin anh kìa, đừng. Anh giết nó. Thôi. Đừng. Anh xử đẹp cái đầu nó luôn. Gì cái ấy? Kìa anh, người ta kìa dục súng kìa, kìa cô té xỉu. Ta như thế kìa. Đâu tí nó bắn mình. Nó xin lỗi kìa. Tí nó bắn mình thì sao? Nó không bắn đâu, em chắc chắn nó không bắn đâu. Ừ, tha nó. Qua này có mấy bạn gạo thì bức mình hơi bị cu teo luôn á. Mà không hiểu sao người ta biết em nhờ. Em tuyệt vời thế cơ mà. Không phải người ta biết em mà người ta bất ngờ gạ tim áp thôi. Ừ, chắc vậy. Em cứ bị ảo tưởng à? À đâu. Không bị ảo tưởng đâu, anh cứ là em á, dạo này anh không còn thương em nữa em... nha. Làm sao? Dạo này anh hơi la em lắm luôn nha. Ai la em, mỗi anh lần la xong em lại dở ra nha. Cái bộ mặt cu teo với cái giọng không, này. Anh hôn em. Hôn đây. Cút mẹ mà đi xuống mặt này. Anh ngâm không còn như em nữa. Ôi kìa, cho hai bạn ăn cơm chó luôn. À, có thêm con bò nữa. Con bò nữa này. Con bò đó là đồng đội của nó. Ok, kìa. Cơm chó luôn. Con bò không chịu cơm chó. Thôi đi, đi anh ơi. Anh ơi. Tí nữa anh giết hai đứa này luôn. Ai lại làm thế? Thôi anh nát quá. Bởi vì nữa đâu tí nó giết mình thì sao? Đúng, không giết. Em đảm bảo nhá, em lấy cái mạng em ra đảm bảo nhá. Ok luôn. Thôi, không giết đâu mà. Đừng giết đây. Không giết. Nhưng mà thằng Huy cũng được. Không, nhưng mà em muốn anh với nó làm bạn cơ. Không có bạn bè gì hết. Em muốn anh với nó làm bạn cơ, không, nó lớn tuổi hơn anh đấy. Nó vô cùng. Lớn tuổi anh sao mà bị trẻ đấy. Nó lớn hơn anh 1 tuổi thì nó bằng tuổi em mà. Hằng Huy á, hằng Huy hồi bé nó kiểu sao sao ấy, xong lớn lên nhìn nó cũng sao sao ấy, như vậy luôn. Thế là làm sao nhỉ? Nó điện đấy. Trong đầu nó có điện hay sao á, tối ngày cứ rủ anh solo ấy nhở. Trong nó cứ khoe cứ bắp, xong rồi nó còn khoe này khoe kia, là người như con cá mắm ấy. Đéo hiểu kiểu gì ấy. Con cá mắm. Xong này á, mình quay YouTube từ đầu đến cuối rồi, xong đến cuối video nó mới giấu cái mặt nó đi. Nó bảo là sợ kiểu lên mạng ấy. Mà trong khi đầu tiên nó đã sâu của thằng ấy ở đầu tiên mà. Kỳ lạ kìa. Mà không, kiểu nhà nó được cưng quá ấy, cho nên là nó sao sao ấy. Thế sao nó có kênh YouTube đúng không? Ừ, hình như nó có kênh YouTube hay sao ấy. Nhưng mà em hỏi nó không trả lời. Vãi cả đại. Như nó giấu ấy, nó sợ kênh YouTube của nó bị chửi hay sao ấy. Ờ, chắc nó sợ bị chửi với cả sợ đi like ấy. Ừ, nó sợ ấy. Mà em mà biết kênh YouTube của nó, em sẽ đăng lên cho mọi người biết. Để mọi người vào đít like. Quái cà bìu. Giác trưởng người yêu em à. Ồ, anh tưởng em bên nó à? Không, tự nhiên bên nó làm gì, anh chồng em không bên anh bên nó làm chi? Yêu nhau thế cơ à? Anh chưa phải chồng em đâu, anh chỉ là người yêu thôi. Nhưng mà em thương anh rồi, anh không thương em nữa rồi. Dạo anh này anh... Mà. Sau khi em biết mặt thật của thằng Huy ấy, thì em có cảm giác như thế nào? Vãi luôn, đầu cắt ngoài.
không quan tâm gì nó đâu. Anh tưởng nó đẹp trai quá em thì bỏ anh luôn để theo nó. Đúng này. Đẹp trai rồi nào. Sao quá. Ê đừng đi xe, tí nó bắn bể xe đấy. Không, nó đu đu đưa đi em đi rồi. Ui, tí nó bắn bể xe. Em đi đây. Bye bye. Đây người ta đang hộ tống mình đi như thế này. Đi bạn ơi. Đi bạn ơi. Ba anh em trên một chiếc xe xích lô. Vãi cả đái. Anh ơi, ơ kìa sao nó dừng rồi. Nó không chạy nữa. Không có đâu. Em tin tưởng mấy bạn này. Em tin tưởng bạn này lái xe. Rồi bạn xuống rồi. Đấy, em chạy ra anh này. Khó thế cũng làm được. Anh làm gì ấy? Đây. Anh làm gì ấy? Ui. Từ từ anh đang bảo vệ em để đề phòng. Không, nó không có bắn em đâu mà. Không, không em rồi. Không có em tin tưởng. Bao nhiêu lần em gặp tí em bị bắn chết em chưa sợ à? Bắt đầu. Đấy chưa, bạn có đoán em đâu mà. Tí đến bo cuối em thằng nào lộ mặt. Không có. Tin tưởng đi, không bắn đâu. Tin tin hiểu là được. Anh không tin tưởng, thôi đi này. Thôi đi, thì anh không hết thì thôi đi xa ra. Đi mày bắn cho nhanh. Đi. Anh ơi. Ơi anh đây. Đi, ôi bên này có lút đồ kìa, cái bên này có người chết nhiều lắm. Đi qua đây đi. Cẩn thận nha. Ừ, nhưng mà ừ, không có miệng. Không có mà. Đây, qua đây. Ủa, mấy người đó có đi theo nữa không? Không biết được. Thôi đi. Thôi, bây giờ anh quyết định rồi, anh sẽ xử đẹp nó. Hợp lý. Thôi, đừng em đi. Em không ngăn cản được anh đâu. Đừng đi. Ơ kìa, anh. Thôi. Đừng, anh ác quá à. Đừng mà. Đừng mà. Không có, không có bắn em. Em biết em không bắn em đâu, đừng có bắn người ta nữa. Không, không, đừng. Đi ra, anh đi ra đi. Anh giết lốt nha. Thôi không bắn, anh đi ra đi. Đi ra đi. Anh đi ra ngoài, anh đi ra cao vũ đi. Bực ghê luôn đấy, cho máu này. Bạn ơi, cho máu. Nó cứu rồi mà. Ơi, nhưng mà anh đi ra đi, anh cầm xuống anh chỉ bao người người ta sao đi đi đi. Ơ kìa đi. Đi ra cầm cầu ngủ đi. Ok, ok, nếu mà em muốn thế thì anh ra cầm cầu ngủ luôn. Úi giời. Đi ra chỗ vào đó ngủ. Ơ kìa, người ta bắn như thế còn chạy theo làm gì? Cái bạn này. Thì ra cầm cầu ngủ. Anh thấy trên đời này có nhiều người cute như thế này mà anh còn nỡ lòng nào anh bắn người ta. Không bắn người ta nữa, anh ác quá. Anh ở đấy cho em nha. Kiểu gì trận đấu chứ không phải đây làm ở ngoài sảnh. Anh ở đây, anh không đi đâu nữa hết. Trận đấu nhưng mà người ta đã không bắn mình rồi. Bắt anh ngủ cầm cầu. Anh ở đấy đi. Hai bạn kia đi ra, nó bắn chết bây giờ. Thì tao bắn rồi hả? Trời ơi, tôi kia chưa. Để anh ấy, nó đu đu theo anh. Nhưng mà đã bị bắn như thế rồi mà cứ đi theo không hiểu nổi luôn á. Đi, đấy, đi rồi đấy. Liều liều. Xin lỗi em đi. Xin lỗi em đi. Xin lỗi em đi. Xin lỗi em luôn. Đi này, đi. Đi. Đi bo cắn bây giờ, đi. Bo này đau đâu mà. Thấy không, hay em thương anh nhiều như thế. Ơ kìa, vẫn ngồi đợi là như thế nào, nó bắn chết bây giờ. Chưa nhiều lắm. Anh ơi, hình như trên này có địch này. Anh thấy hai đứa kia đâu? Không biết nữa, nó sau lưng em hay sao ấy. Đi đi, trên này có địch này, nhanh lên đi. Rồi, lên. Lên. Mày thích chơi tới đâu thì đứt mỡm chiều tới đó. Có, ở trên này. Ở trên này, anh chạy qua đây. Đâu ta? Có. Cãi em không? Cắn lỗ tai bây giờ. Sợ quá. Nhanh lên. Đâu? Đây. Đây. Đây, mình nó ở đâu? Quầy. Thấy cái xác đâu, có phải cái xác đâu. Ừ, khoan. Nhưng mà anh ơi, thằng Huy ấy, hình như là nó đang chọc anh chứ không phải là. Có địch kìa hay chưa, em bảo có địch mà. Nó bắn nhau, nó bắn hai thằng đệ của anh trên kia rồi kìa, lên. Rồi xong luôn rồi, chết hết một đứa rồi. Không chết đâu. Đâu em coi nhờ. Em lên chơi khô máu, dám bắn mấy nhỏ. Thế quá à. Đâu nhờ. Cái xác chết tươi ở đây. Ơ kìa, cười được cơ đây. Người ta chết mà lại còn cười. Người ta cute như thế, người ta chết mà anh còn cười. Rồi chết hết rồi. Mày dám bắn hai nhỏ. Rồi. À, con bò còn sống. Anh ơi, con bò còn sống.